Anh em nào muốn làm giàu lên ngay Saber88.me, hệ thống chất lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Dâu dâu dâu, bà con sâu, chào mừng năm cho anh em quay trở lại cùng MBG trong series bình luận PK lên server. Và đây là MBG đến từ server GAV. Và rất vui gặp lại các bạn trong tuần mới PK lên server. Và cùng đến với chế độ gì nhờ, classic cơ bản của server GAV này, đó chính là chế độ chọn thẻ anh em nhá. Chúc anh em có một tuần mới PK thật là vui. Hiện tại bây giờ mình đang khá buồn ngủ. Tại sao mình không chắc là sau clip này mình có thức được nữa hay không? Vì hôm qua xem đá bóng nhà bạn anh em biết thì thực ra nói hôm qua không đúng, thì sáng nay chính xác nữa, 2 giờ sáng nay thì trận bán kết thứ hai World Cup giữa Pháp và Maroc đã diễn ra và mình đã xem xong thì cũng tranh thủ làm vài clip, đi tìm vài clip để đăng lên kênh đều vào YouTube nữa, xong thì thế là thôi đấy, chưa ngủ đâu anh em, cô bảo thôi cố chờ nên nhớ ra bảo hôm nay thứ năm, thế là thôi đã thứ năm rồi thôi cố chờ nốt đến 8 giờ làm một cái clip vội ra đúng không, sống vội một cái clip vào lúc 11 giờ đã, còn 15 giờ thì không biết là có kịp tỉnh lúc đến lúc 15 giờ để làm clip thứ hai không thì không biết, thì thôi cứ vội vàng một cái clip đầu tiên mà lúc 11 giờ đã, thì hôm nay thứ năm mà anh em không buồn ngủ lắm anh em, chưa ngủ thế nào đâu đúng không, thời điểm này chưa ngủ thế nào đâu, bét nhất là clip này lanh quanh phải 30 phút nữa để đến 8 rưỡi lanh quanh 9 giờ mới ngủ được thì phải. Thôi chiến thôi anh em, đừng quên like, subscribe kênh DM YouTube này đấy anh em nhé. Hiện tại đang có những chế độ hot đến từ server QQ, những võ sĩ hot và những cái thông tin rất hot đến từ các server khác nhau. Anh em nhớ like và subscribe kênh DM YouTube này. Và 3 khung giờ ngày của chúng ta, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Đấy, chiến thôi. Nhưng mà hôm nay không biết thế nào. Chiến đã. Momo Junho, Momo Jun, Vanet, con hàng ưa thích của mình đi rồi. Và cà phẩy, cà phẩy đến từ chỗ tức nét, đi với Vanet lại rất hợp nha anh em nhá, đúng không? Cà phẩy từ chỗ tức nét và đi Vanet lại rất hợp. Bên kia là Bani và Kata anh em. Quá rồi. Dữ quá, buồn ngủ lắm rồi đấy. Để đội hình kiểu gì vậy? Khó chịu nhỉ. Để đội hình kiểu rất khó chịu. Vậy Leona, đúng rồi, Leona nó thuộc bên dòng Orchi, nó đâu phải bên dòng Net đâu các bạn đúng không? Nên nó không có chí mạng tình huống vừa rồi. Nó không phải bên dòng Net thì nó không có chí mạng tình huống vừa rồi nhỉ. Nó bên dòng Orchi. Thái quả choáng ấy, hơi thối đấy nha. Làm cho hai quả choáng là hơi thối đấy nhá. Tưởng là nó có choáng lại đi hết hơi rồi. Lại không muốn đam à? Không phải không muốn đam anh em, mà không muốn tanh. Athena, gì ạ? Thêm phát nữa đi. Rỉa được không anh em? Theo anh em rỉa được không? Mình vẫn ca phẩy, còn Junho hay rồi, á như cái nhịp này mang một lúc cả hai kia vào là nào, mang một lúc hai kia vào thôi, bỏ mẹ tôi rồi. Lên chí mạng quả này thôi hỏng anh em ạ. Quả đấy mình không chắc mang vào mình sốc đam nó không, vẫn còn cơ hội nha, vẫn còn cơ hội đúng không, vẫn còn cơ hội, vẫn còn nguyên cơ hội, vẫn còn nguyên anh em.
còn nguyên cơ hội nhỉ, còn nguyên cơ hội mang cao phẩy vào mang hai thằng này ăn cao phẩy vào mới chống có nhà nó phải nói thôi nha. Jun Ho nó có phải tổ chức nét không vậy anh? Jun Ho nó có phải tổ chức nét không vậy anh? Nhưng mà ca phải chắc chắn là tổ chức nét rồi, đúng không? Và đó là chiến thắng đầu tiên của MNG trước Yuri của Server 18, trước Yuri của Server 18, chiến thắng đầu tiên 1-0 và chúng ta cùng đến với game đấu số 2 nhanh nhanh để còn đi còn đi còn ngủ giấc đây nha, đúng không? Xem là bóng đá banh mệt mỏi hết cả người. Critic đến từ server S1. Angle được lựa chọn. Tiếp theo chúng ta lại có Vanet. Con hàng chất lượng. Zero đi các bạn. Và Dulon chứ không lấy mây trời này các bạn. Bên này Dulon nó có giới hạn sát thương. Ngon hơn so với mây trời. Bên kia Athena, bên này là Ken. Ken, Dulon. Mây trời tao tơ được nhịp nó nha. Mây trời bắt được bài nó. Đua lon chết nét rồi nha. Không phải à, đua lon chỉ một sát thủ từ ngoài à. Đây là con mây sợ trò kia. Vấn đề là con mây sợ trò kia anh em ạ. Mất Vanet khá tiếc nhờ, đánh thế làm nào. Mẹ ra ngoài đi. Không đánh ở bên kia nhỉ. Mẹ bịp thật sự anh em ạ. Nhịp đó mà chết con Ken được thì đúng quá bịp. Chả có cái gì mà chết con Ken nhở. Chưa nhìn ra lý do tại sao con Ken của mình chết. Nhẹ nhàng nhỉ. Chết từ con Ken nhịp bịp thật. Cố giữ con đùa lon mà không được.
Biến khủng nữa. Chịu à. Biến khủng nữa chịu à. Bất lực rồi anh em. À, sao con Ken mình chết quả ảo thế nhở. Lại vừa tung được một turn mới chết luôn. Mình không nghĩ nó hẹo trong tường đấy rồi nhỉ. Thì số là 1 đều, chúng ta cùng đến game đấu số 2 này. À, game đấu số 3 anh em. 1 đều đến game đấu số 3. Thằng gì quyền mã và tên của CL34. Những nhân vật như vậy rất khó nhớ tên anh em. Bọn hợp tác không phải nhân vật chính, cực kỳ khó nhớ tên nhỉ. Xem. Nhưng mà kèo này lại không có tanh cho Sen. Ui mày quá, đàn bà không có tanh cho Sen thì vừa ngay là ông dốc. Mà ông dốc thì không cần tanh. Đã là dốc thì không cần tanh nữa. Đã là dốc thì thôi, không cần phải tanh. Mà kèo này dốc vào được, nó có Athena với cả ấy thôi mà các bạn. Nó có Athena với cả Mia đây mà. Nên là dốc vào được nhé, không sợ ăn hiệu ứng từ dốc. Thoải mái này. Ai cho à, thoải mái dốc này. Thoải mái cái có thả con gà mái cho dốc đi. Thoải con gà mái cho dốc đi. Sorry chưa? Chưa lũ à, mà là quýt đến được thanh niên xe 34 rồi Nhận ra sự thật. Một sự thật nó khá phũ phàng khi không có một cái cửa nào cho thanh niên vừa rồi. Và tất nhiên rồi, chỉ có một cửa duy nhất mà thôi, đó chính là cửa quýt. Tỷ số là 2-1, cùng đến game đấu tiếp theo nào. Single 02 UM ở xe 173. Miku, à không, Chiru được lựa chọn. Tiếp theo chúng ta có Diamond thì cao phải. Và Jas... Ôi, tôi chết tôi rồi. Nhẽ lẽ Engo ấy, đi lấy Jasio. Nhanh tay quá. Nhờ. Ui ôi, bên kia đua lon với Engo chống cái nào được. Bên này Jasio với cả Marie ấy. Còn cửa nào cho em. Còn cửa nào cho em đây. Làm hút bắt đấy. Ra siêu gần hẻo đi kìa. Cái cái gần hẻo đi kìa. Ai làm gì đâu. Ai làm gì đâu mà mày cứ hút vào ba vậy. Ai làm gì đâu mà cứ hút vào ra CO em. Khổ. Thua anh em ạ. Hình như con Engle cái này đánh con thấp máu nhất. Xong rồi lan ra. Chết lẻ còn nó đốt nữa cơ. Thật sự khó anh em ạ. Khiêu khích nữa cơ. Choáng bù lại rồi. Đúng rồi, khiêu khích mày đấy. Đúng rồi. Nó dám khiêu khích thì mày trả giá chứ, đúng không? Khiêu khích mãi được à? Bắt nó trả giá ngay nha. Bắt nó để trả giá thì... liệt lại nó phát nữa. Kít mí rồi. Nó đang kít mí rồi anh em. Đốt đi này. Đây, vẫn đốt con Mari. Vẫn đốt như thừa anh em. Lại phải kít mí nó phát thôi. Thừa là 3 cái bóng ma này. 3 cái bóng ma thôi. Cố lên. Khiêu khích nhỉ. Cáu nhè. Phải thế nhè.
Mẹ bịp lại ngay. Đau thật sự. Nào, gì? Đua Lon và Angle à? Ôi trời ơi, kít mí ngay anh em, kít mí ngay. Đó là một tình huống kít mí cực kỳ tuyệt vời. Cùng đến game đấu tiếp theo nào, đối thủ tiếp theo của chúng ta 3-1 rồi. Dior gì của xe 133 trên danh nghĩa của Cafe. Lee Sang Fei được lựa chọn và đang cảm thấy rất hưng phấn. Bailey. Tiếp theo chúng ta có Iori dị và một con hàng wow. Sun 15 và Yasuo. Mặc dù Yasuo game trước vừa rồi vừa cứu tôi xong nhưng mà rất xin lỗi là tôi lại phải lựa chọn nhân vật khác. Sun 15, Bailey, Iori dị và Bailey. Vâng, giá có 2 Sun thì tuyệt vời nhưng mà chúng ta không có 2 Sun nên đành thôi vậy. Chúng ta không có 2 Sun nên chỉ đành chọn 1 Sun thôi. Chúng ta có 2 Sun nên đành chọn 1 Sun thôi. Đâu ấy, đùa. Tụt tay đấy anh em đấy, tụt tay đấy. Chưa tụt à? Chưa tụt tay nào à? Chưa tụt tay nào à? I love you. Chưa tụt tay nào à? Chưa tụt tay nào anh em ạ? À tụt rồi. Tụt tay vàng rồi. Khi nào chết luôn không anh em? Không có tay vàng đâu vậy. À còn có 3 kìa anh em kìa. Không có an toàn là bạn anh em. An toàn là bạn á. Còn có 3 điểm thôi anh em ạ. Lên 5 điểm rồi. Vừa còn có 3 điểm thôi. Đúng không? 3 ngọc lam thôi. Tinh hoa lam và tinh hoa vàng nha anh em. Màu vàng có thể gọi là màu khác được không nhỉ? Không gọi là màu khác được. Tinh hoa lam và tinh hoa vàng. Tinh hoa vàng đang chỉ còn 5 thôi. Xong rồi tinh hoa lam thì vẫn còn nguyên 3. Yasuo này hết rồi chơi rồi. Yasuo đấy thì hết đồ chơi các bạn. Nhìn là biết hết đồ chơi rồi. Đấy, lên tinh hoa. Lên tinh hoa vàng rồi. Lên bàn tay vàng rồi. Mẹ mày Sun mà lên bàn tay vàng trong làng. Mẹ mày bốc họ thì Dior gì cũng phải quýt mà thôi. Vâng, vừa được thưởng thêm một cái huân chương nữa do tình huống vừa rồi. 4-1 và chúng ta cùng đến với game đấu số 6 là game đấu cuối cùng trong clip này rồi. Đừng quên 30 giờ ngày 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra còn like và subscribe kênh Đờ Bờ YouTube để đấy nha anh em nhá. Đó là quảng cáo thôi. Junker đến từ server 24. Sẽ là đối thủ tiếp theo, đó là đối thủ cuối cùng của chúng ta trong clip này. Tachibana Ukio. Fork anh nhá, mình đang hơi thiếu tanh một tí. Và How Hard. Mình có hai đam, một kỹ, một hiệu ứng. Các bạn có Lin, có Bao và Athena. Đó là ba võ sĩ mình phải để ý. Terry thì có lẽ mình sẽ không vào sớm các bạn. Mình không có duyên với Terry cho lắm. Mình sẽ không vào sớm cái nhịp này cho Terry. Mà Terry mình sẽ dành cho nhịp sau và nó sẽ hợp lý hơn. Benny, Fofo. Theo loại khá cứng đấy nha. Đây là cái hình này nhìn nó khá cứng khi mà ăn được cắt cùng với đó là Lilili lại để ở đằng sau chứ không để ở hàng trước. Muốn một tình huống thổi lửa lại là Hào Hạt và Tachibana đến từ vũ trụ Samurai Shadow thì nói không, bố không cho chúng mày thổi lửa đâu.
không được thổi lửa đâu em. Không có cơ hội, không có cơ hội để thổi lửa. Chúng tôi không cho bạn cơ hội để thổi lửa. Ai tên là thổi lửa ở đây? Đấy là bao vào để chúng tôi làm lý. Tương sau nguy hiểm thế nhỉ? Choáng. Choáng. Không có cái choáng nào à? Từ này được 3 cái độ. Xinh nhỉ. Cochi cochi. Ích zê. Anh em nó có hồi sinh không? Tầm luôn. Hồi sinh cũng được, không hồi sinh cũng được. Hồi sinh à? Không có tình huống hồi sinh nào đến từ run cơ. Không có tình huống hồi sinh nào đến từ ăn được cắt và run cơ phải nằm xuống. Và đó là chiến thắng của MBG trước run cơ rồi. Tỷ số chốt hạ cho clip đầu tiên của thứ năm, clip đầu tiên của tuần mới là 5-1, cực kỳ đẹp. Và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ MBG nhá. Còn bây giờ thì bye bye anh em. Đi ngủ phải đã không? Mẹ buồn ngủ lắm. Bye bye, chúc anh em một ngày vui.